rồi mới ép thật ra đất. Có đất để chở các bạn nhé. Ngày hôm nay là khai xuân, hôm nay mới 11. Đây là chiếc ao rất là quen thuộc của các bạn. Không? Những ai đó ở trên?
đây các bạn nhé. Các bạn cùng tôi theo chân bác tài xế Công Lâm.